Trong đến Việt Nam, các nhà dân chủ xin được lệ thuộc vào Mỹ để chống Trung Quốc. Ngày 6 tháng 2 năm 2019, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận rằng Hội nghị thượng đỉnh Mỹ triều lần 2 để bàn về việc chấm dứt tình trạng chiến tranh giữa hai nước sẽ diễn ra tại Việt Nam vào ngày 27 tháng 2. Trong tuần thứ hai của tháng 2, dư luận phi chính thống về sự kiện này đã chia thành hai cánh. Cánh đầu tiên cho rằng đây là cơ hội để đưa Việt Nam xích lại gần Mỹ và phương Tây. Thậm chí, dựa vào Mỹ để thoát trung, chống Trung Quốc trên miền Đông. Cảnh thứ hai tập trung phủ nhận thành quả của ngoại. Cảnh thứ hai tập trung phủ nhận thành quả của ngành ngoại giao Việt Nam mà sự kiện này thể hiện. Bước sang tuần thứ ba của tháng 2, dư luận phi chính thống về chủ đề này hoàn toàn bị chi phối bởi những lời hô hào thân Mỹ thoát trung. Thông điệp này được đưa ra cùng lúc bởi ba lực lượng là cảnh trí thức bất mãn, đài BBC tiếng Việt và các cư mặt chúng đối cực đoan hay livestream trên Facebook. Cụ thể, ngày 14 tháng 2, Quỹ nghiên cứu Biển Đông và nhóm Biển Đông ở Pháp đã cùng công bố thư kêu gọi Tổng thống Trump lưu ý mối đe dọa Trung Quốc và kêu gọi mọi người ký tên. Trong thư này, họ kêu gọi ông Trump yêu cầu Trung Quốc tôn trọng quyền tự do hàng hải và tuân thủ luật pháp quốc tế bằng cách chấp nhận đệ trình tranh chấp quần đảo Hoàng Sa ra phân sự bởi một bên thứ ba độc lập, cụ thể là Tòa án Công lý Quốc tế. Họ cũng hoan nghênh sự hiện diện lớn hơn của Hoa Kỳ và các đồng minh ở Biển Đông, đồng thời hy vọng rằng các hoạt động này sẽ diễn ra với sự phối hợp nhiều hơn với Việt Nam và Philippines, Malaysia, Brunei. Họ cũng viết rằng hợp tác này giữa Hoa Kỳ và Việt không nên chỉ dừng lại ở các cuộc tuần tra quân sự, mà còn trong kinh tế và thương mại, cũng như tiếp tục cải thiện chính trị ở Việt Nam. Qua tìm hiểu, được biết ông Nguyễn Đăng Quang tham gia biên soạn lá thư này và ông Lê Trung Tĩnh ở Pháp là người đăng thư lên Internet. Những người ký tên đầu tiên bao gồm nhiều người mặt quen thuộc trong diễn đàn xã hội dân sự như tiến sĩ Nguyễn Quang A, nhà văn Nguyên Ngọc, tiến sĩ Chu Hảo, nhà thơ Hoàng Hưng, tiến sĩ ngôn ngữ Hoàng Dũng, giáo sư Nguyễn Huệ Chi, tiến sĩ tâm lý Mạc Văn Trang, cùng các tu sĩ Lê Quốc Thăng, Nguyễn Thái Hợp, Huỳnh Công Minh và nhiều người khác nữa. Nhóm soạn thư ký tên là người Việt Nam và công dân khắp nơi trên thế giới. Họ thu được 600 chữ ký vào thư ngõ sau một ngày. Đến ngày 23 tháng 2, thư có gần 2.300 chữ ký. Ngày 20 tháng 2, Phạm Tị Hoài viết một bài trên lực khoa tạp chí. Trong đó, bà đưa ra ba lý do để phản đối lá thư ngõ vừa nêu. Thứ nhất, bà Hoài cho rằng, để giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, Việt Nam sẽ phải dùng đến các cơ chế pháp quyền quốc tế mà khối dân chủ đa đảng cung cấp. Tuy nhiên, hệ thống pháp quyền này đang bị khủng hoảng trên phạm vi toàn cầu và đại diện tiêu biểu của cuộc khủng hoảng là Tổng thống độc tài Donald Trump. Thứ hai, bà Hoài coi cả chiến tranh Việt-Mỹ lẫn chiến tranh Việt-Trung như những trận bóng, trong đó Việt Nam là trái bóng, bị đá qua đá lại giữa các siêu cường. Bà cho rằng, những trận bóng này chỉ có lợi cho các siêu cường, có hại cho Việt Nam nên không muốn chúng lặp lại. Thứ ba, bà Hoài cho rằng bốn tổ chức và 96 cá nhân ký tên vào thư ngõ không có tư cách đại diện cho ý chí và tâm nguyện của phần lớn người Việt Nam sinh sống trong nước cũng như ở nước ngoài, như họ viết trong thư. Bài viết của Phạm Thị Hoài được ủng hộ bởi một bộ phận không nhỏ trong dư luận phi chính thống, bao gồm những người không thích khuynh hướng chính trị của ông Trump mà luật khoa tạp chí là một đại diện. trong tuần qua để làm rõ tác động của cuộc gặp Trump Kim đối với Việt Nam, BBC tiếng Việt tiếp tục phỏng vấn một số chuyên gia có quan điểm cải cách như Phạm Đỗ Chí, Lê Đăng Doanh, Vũ Minh Khương. Hai ông Doanh và Khương trả lời rằng Triều Tiên muốn học hỏi kinh nghiệm cải cách của Việt Nam. Sao? Cho có thể giữ vừa chế độ độc đảng và sự lãnh đạo của đảng Cộng sản, vừa phát triển nhanh theo lối kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Trong khi đó, cuộc phỏng vấn Phạm Đỗ Chí diễn ra theo lối kẻ tung người hứng, để ông Chí tuyên truyền rằng hội nghị lần này không chỉ là cơ hội để Triều Tiên học hỏi Việt Nam, mà còn là cơ hội để Việt Nam cải cách thể chế chính trị và kinh tế theo mô hình của Mỹ. Trong bài, ông Chí tưởng tượng ra một lộ trình thay đổi. Theo đó, Việt Nam cần bắt đầu cải cách trên vấn đề quyền tự do lập hội, tự do biểu tình, tự do ngôn luận, mở các buổi học quốc hội có các tổ chức dân sự tham gia và giảm thuế, rào cản, đánh lên các doanh nghiệp tư nhân hoạt động tuyên truyền thứ ba, tức kêu gọi biểu tình, được đưa ra bởi Linh Mục Nguyễn Duy Tuân. Trong buổi livestream hôm ngày 15 tháng 2, ông Tân kêu gọi khán giả in photocopy cờ Mỹ để đi biểu tình chào đón Donald Trump đến Việt Nam vào ngày 27 và ngày 28. Ông nói rằng, nếu có hàng chục nghìn người tham gia cuộc biểu tình này, thì Việt Nam sẽ xích gần đến với thế giới tiến bộ. Trong những ngày tiếp theo, Lời kêu gọi biểu tình này đã được lan truyền bởi nhiều gương mặt chống đối cực đoan trong cõi livestream như Benny Trương, Đoàn Huy Trương, Nguyễn Thế Quang hay tự xưng là Tổng thống Chính phủ Việt Nam Cộng hòa Lưu Vong. Đến chiều ngày 23 tháng 2, các cá nhân vừa nêu vẫn chưa đưa ra thời điểm và địa điểm tập trung của cuộc biểu tình. Dù hai trang nhật ký yêu nước và đô thành Sài Gòn chưa nhắc đến chuyện biểu tình đón Trump, đô thành Sài Gòn viết rằng họ có thể kêu gọi biểu tình vào ngày Chủ nhật ngày 24 tháng 2 để đào lại lưu hương cho tượng ông Trần Hưng Đạo. Giới dân chủ tuyên bố rằng họ tiến hành ba hoạt động tuyên truyền vừa nêu để bảo vệ nền độc lập của dân tộc. Đó là một mục đích tốt. Tuy nhiên, hành động của họ lại hoàn toàn trái ngược với mục đích này. Ngoài những vấn đề mà bà Phạm Thị Hoài đã nêu, có không ít bằng chứng cho thấy các nhà dân chủ đang quỵ lụy trước Mỹ, thậm chí sẵn sàng dân nước Việt Nam cho Mỹ, chứ không hề quan tâm đến nền độc lập của dân tộc. Trong vụ việc này, giới dân chủ đã tự thể hiện bản chất xấu xí của mình. Họ vừa là một cộng đồng thiếu thực lực, chỉ biết ăn bám ngoại bang, vừa là những người thiếu nhân cách, không có tinh thần tự chủ và lòng tự trọng. Những người lệ thuộc như vậy, không có tư cách nhân dân độc lập, tự do, và cũng sẽ không nhận được sự tôn trọng của cả người Việt Nam lẫn người Mỹ. Sống truyền